fun horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Over the hills we go, laughing on the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride, sing a sleighing song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prosperos años y felices. Feliz Navidad, prosperos años y felicidad. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, mỗi đêm ta xin ở trên ban hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên. Oh,
I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No news. Say to you, I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. Xin thầy cho biết thêm về cái ý nghĩa của cái chuyện lửa ngày hôm nay thưa thầy. Hôm nay là một cái buổi lửa chạy do các sư đoàn đồng đạo ở trong khu vực California, Villa và các khu vực gần đây đồng hành với các gia đình Phật tử ở trong khu vực California và các cái tỉnh thành này. Ngọn lửa này được chuyển từ cái tượng đài Quan Âm tượng trưng cho lửa trí huệ và từ bi. Chuyển từ đài Quan Âm cũng có nghĩa là chuyển từ mẹ hiền Quan Âm, mẹ hiền Maria đem tình thương của một bà mẹ đến cho tất cả các thế hệ già và thế hệ trẻ sanh sướng được quan niệm. Hôm nay thầy xin đại diện cho thầy là trụ trì của hệ thống này xin chuyển lửa cho trưởng trại La Hầu La tại nhà La Di Đà Ấn Độ. Vâng, kính thưa quý vị, tôi hướng dẫn về lời pháp luật của thầy mà thầy đang chuyển lửa. Đây là một cái chứng thân cũng như là mời tất cả các trưởng, chủ hướng đạo và lưu Phật tử cùng nhau mình nắm tay cùng thầy ngọn lửa chú tâm cái làm chứng tỏ là mình sẽ hợp và tác với nhau và hy vọng là năm nay là năm đầu tiên, không phải năm cuối mà tương lai sẽ những năm nữa. Tất cả bởi tất cả các sự hướng đạo và lực tử cùng nhau nắm tay và trong trăm nữa cùng với thầy. Mời tất cả các chủ phương.
căn chỉnh để chúng ta cùng chúc quý vị luôn. Bao la người ơi, người hỡi, một ngọn lửa thiêng bừng lên chiếu sáng như mặt trời, một ngọn lửa thiêng bùng lên chiếu sáng mỗi mặt hận thù. Loài người ơi, đừng nhìn nhau với nét mặt căm hờn, nên đi thôi, đừng khóc nữa, máu vẫn tuôn rơi. Việt Nam tôi chấp hai tay, tôi cúi đầu van lạy, cầu xin ai trên thế giới này, cầu xin ai trên thế giới hãy nhìn thấy khổ đau. Lửa cháy lên với tiếng nhạc lời kinh, mong ước sao cho nhân loại hòa bình. Lửa bập bùng lên, lửa bập bùng cháy, lửa bập bùng lên, lửa bập bùng cháy. Bập bùng bập bùng bùng cháy, thiêu đốt bao tàn. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, thiêu đốt lầm than. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, nung cháy tự do. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, soi sáng hồn ai. Nam mô Đức Phật Di Lửa từ bi đã xoa nhòa khổ đau. Lửa hồng vượt chín từng mây, mưa hoa mát rượi, lửa soi tình. Lửa bập bùng lên, lửa bập bùng cháy, lửa bập bùng lên, lửa bập bùng cháy. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, thiêu
bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, thiêu đốt lầm than. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, nung chiến tự do. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, soi sáng hồn ai. Lửa cháy lên với tiếng nhạc lời kinh, mong ước sao cho nhân loại hòa bình. Lửa bập bùng lên, lửa bập bùng cháy, lửa bập bùng lên, lửa bập bùng cháy. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, thiêu đốt bao tàn. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, thiêu đốt lầm than. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, nung chiến tự do. Lửa bập bùng bập bùng bập bùng bùng cháy, soi sáng hồn ai. Thank you.
He's very troublesome. But he's so cute. Man.
chúng ta sẽ hát chúc mừng các anh em bài nào về đây để mà chuẩn bị cho chương trình này. Tất cả chúng ta vừa hát vừa bố tay tay nữa lên đây em cùng hát chúng ta. Nào về đây hai, nào về đây ba, cùng nhau một ngày vui thú có một tàu thuyền, anh với em ta cùng sống vui trọn đời. This kid is called Bullied. Hey, that was good. Quack, 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 quack.
Okay, come on. Why are you so tall? I don't. Why are you so tall? I don't know. Guys, hold. Oh, man. What happened? I just got bullied and people stole my Sunday. Really? Yeah. Yeah. Can we do anything to help? Well, I think you can call the cops and arrest the guys who just bullied me. Well, I don't have a phone, so. Ah, you suck. I think you can. Do you want some candy? Yeah! Oh, thank you. I feel so happy. Are we done here? Done. Cảm ơn thiên sinh năm. Bây giờ chúng ta đang có chương trình tiếp theo tại đây một tuần đây. Khi mà bạn thầy khi chúng ta nghe phúc lưu cái tay ra thật cao thì chúng ta có tay thật lửa. Khi tay thật thấp chúng ta đổ tay lên thật nhẹ. Và khi làm cái này là thấm thét chúng ta đổ rong rong rong. Bạn thấy cái gì chưa? Bây giờ chúng ta đều dùng tay nha. Có tay thật lửa. Lớn lên. Rồi, tất cả các em các đội chuẩn bị, chúng ta sẽ đi tới cái bàn thứ hai, đó là đội số 1. Đội số 1 sẽ có cái tên là Crazy Candy. Xin mời đội số 1. Boy, no, chill. Yo, what you want? No.
Everyone can have. You can just make a candy factory. Oh, your candy? I got one for everyone. Oh yeah. Oh, what? Candy factory. Yeah. Oh yeah. There you go. Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê. Hay là hay quá, hay là hay ghê, hay không chê chỗ nào. Rồi tất cả các em, tất cả các em gì? Trời ta. Đúng. Để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới, chúng tôi xin được mời các thanh của bên Liên đoàn Lam Sơn sẽ có một tiết mục. Trong khi chờ, trong khi chuẩn bị thì tất cả các em chúng ta ở ngoài này đều bằng cách là chúng ta sẽ tập thể dục với tôi nha. Các em chú ý nhìn trước, các em sẽ làm theo trưởng nha. Chúng ta sẽ tập một cái bài quyền, mà bài quyền này đó là chỉ có cái chạy này mới có thôi. Mình học xong cái chạy này mình về mình đừng có nói, đừng có chỉ cho ai hết nha, chưa. Right, ready. Tôi với lại trưởng Hưng sẽ làm nha. Tất cả chú ý. Xuống tất. Xuống tất. Nào các em phải làm trong trưởng. Nhanh lên. Ready. Xuống tất. Xuống tất. À, hiểu quá. Các em phải làm. Phải làm nó nhanh lên. Nếu mà không á, ở ngoài này nó bị buồn nào muốn học theo cái bóng bó này á, thì tập luôn. Right, ready. Xuống tất. Xuống tất. Chuẩn bị. Xin mời trưởng nhân ra chiêu trước. Ok, giờ bắt đầu. Đây đây là gọi là chỉ không dùng mình ngón tay thôi. Thì đó là chỉ, là chỉ. Hai con, hai con. Hộp mặt, hộp mặt, hộp mặt. Chỉ. Ok, là trưởng. Là trước đây một tay ra. Trưởng. Trưởng. Không phải là trưởng chó. Chó. Yeah.
hai đứng đi vào phòng, một đứa con đây là đứng tay sai nha. Ok, bây giờ chúng ta xin mời tất cả quý vị ở trước sân khấu xin giờ qua hai bên chấm già dùm. Ủa, anh không có dùng mấy cái đèn này hết đi bên à? Anh dùng hết. Bữa là sáng mà. Đèn cũng có thái mạnh. Oh,
Yeah. 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 Một học sinh và thầy đã coi được 3 số. Giờ thì nếu trường học sau này thì mình sẽ chọn điểm. Hồi nãy giờ thì các... Dạ xin lỗi thầy và các phụ huynh thì mình có chấm điểm không không thầy? Thì nãy giờ mình trình diễn là tất cả 3 đội rồi thì có thể là các em phải nhớ là đội thứ nhất, đội thứ hai, thứ ba. Tức là 3 đội, đội nào là the best so far? Anyone remember? Đội số 3 phải không? Hay đó. Ok, thì mình sẽ chọn những đó. Thì thứ ngày mai thì các em sẽ được phát thưởng những điều quan trọng, những cái là các em sẽ có hành động, tức là có những hoạt động chung với các đội và sẽ làm việc với nhau. Tôi hy vọng là các em thì những đội sau sẽ cố gắng thì mình sẽ có quà, thì sẽ phát sẽ phải có phần thưởng cho các em đúng không thầy? À. Hồi nãy giờ con nói là mấy đội, tất cả là 3 game rồi phải không? Dạ, 3 game rồi. Thì cái đội mà nào mà thầy thấy á, hỏi đại chúng á, tất cả mọi phụ huynh của các cháu đây đó, mà đồng ý chấm điểm á, là hả nào chấm đội nào là thầy không chấm được, nhiều khi á, một con mắt của thầy cũng không rõ bằng là mà hàng ngàn con mắt, phải không? Thành ra nếu mà quý vị nào chấm cái team nào mà giỏi đó, thì thầy sẽ có tiền thưởng, được không? Dạ. Rồi rồi, vậy cho nó công bình. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Kế tiếp chúng tôi xin mời đội số 2. Xin mời đội số 2 lên trên sân khấu với tiết mục Fun. Sau khi đội số 2 rồi, tất cả các trưởng tập trung về bên tay trái của sân khấu để chúng ta làm cái show của mình một lần nữa. Sau bây giờ tất cả các trưởng trong cái show đi về với bên tay trái cần khán đài. Hey guys, look, people, let's go make friends with them. Hey guys, let's be friends. No. But we just want to have fun. What's fun? You know, you don't know what fun is? Let's show you. F is for friends. That burns down the whole town. And it's for no survivors. Wait, that's not how it goes. That's wrong. Let us show you the real way. Okay. Chúng tôi xin được xin lỗi quý vị, tại vì cái hệ thống thanh đó để ngoài kia thì xa nghe không rõ, đem tới đây gần đó thì nó la hơn mình la, cho nên là ban âm thanh đang chuẩn bị. Trong khi ban âm thanh đang chuẩn bị thì chúng tôi xin được tất cả các em cũng như tất cả các vị phụ huynh của chúng ta, quý vị có tin là chỉ 10 ngón tay chúng ta đang ngồi không? Chỉ cần 10 ngón tay thôi ha. Bây giờ tất cả chúng ta cùng làm với chúng tôi hát cái bài 10 ngón tay nhá. Đấy, bài này rất là dễ, không gì khó đâu. Tôi hát sơ qua một lần rồi chúng ta cùng hát, rất là dễ, không cần phải tập đâu. Một ngón tay nhúc nhích này, một ngón tay nhúc nhích này, một ngón tay nhúc nhích cùng đồ chúng ta vui rồi. Thành ra nếu mà mình hát một ngón á thì mình nhúc nhích câu cuối là mình nhúc nhích 2 lần. Mình nếu mà 2 ngón á mình nhúc nhích 4 lần, chỉ như vậy thôi. Rồi mình làm tới 10 ngón thôi rồi mình nghỉ, ok? Rồi tất cả chúng ta giơ tay lên. Bắt đầu nha, hát chung nha. Một ngón tay nhúc nhích này, một ngón tay nhúc nhích này,
Một ngón tay nhúc nhích cũng đủ chúng ta vui rồi. Hai ngón tay nhúc nhích này, hai ngón tay nhúc nhích này, hai ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích cũng đủ chúng ta vui rồi. Ba ngón tay nhúc nhích này, lớn lên! Ba ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích cũng đủ chúng ta vui rồi. Bốn ngón tay nhúc nhích này, bốn ngón tay nhúc nhích này, bốn ngón tay nhúc nhích, 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 nhúc nhích cũng đủ chúng ta vui rồi. Năm ngón tay nhúc nhích này, năm ngón tay nhúc nhích này, năm ngón tay nhúc nhích, 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 nhúc nhích cũng đủ chúng ta vui rồi. Sáu ngón tay nhúc nhích này, sáu ngón tay nhúc nhích này, sáu ngón tay nhúc nhích, 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 nhúc nhích chúng ta vui rồi. Hãy ngón tay nhúc nhích này, hãy ngón tay nhúc nhích này, hãy ngón tay nhúc nhích, 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 chín ngón tay nhúc nhích này, chín ngón tay nhúc nhích này, chín ngón tay nhúc nhích, 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 cùng đồ chúng ta vui rồi. Mười ngón tay nhúc nhích này, mười ngón tay nhúc nhích này, mười ngón tay nhúc nhích, 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 chúng tôi xin được mời các trưởng để chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp. Các trưởng chuẩn bị chưa? Nên chúng tôi phải cùng với lại tất cả các quý vị ở ngoài, chúng ta sẽ có một cái hát một cái bài. Bài này rất là khó. Chúng tôi qua lên. Chúng ta đã chơi, có lẽ là chúng ta đã hơi đói rồi. Thành ra tất cả các em chơi tới. Rồi, hồi chiều chúng ta đã ăn xong rồi, bây giờ chúng ta chơi, chúng ta đã đói rồi. Thì trong khi các trưởng chuẩn bị tiết mục thì tất cả các em ở đây chúng ta sẽ ăn. Ăn cái gì các em? Bánh bao, yeah, alright. Tất cả các em chú ý. Tất cả các em chú ý. Giao đâu? Hãy lớn lên, giao đâu? Giao đây. Bắt đầu. Bắt đầu. Ready. Hai ba, sắc cái lì là sắc cái lì là sao sao sao, bốn cái lì là bốn cái lì là bao bao bao, sắc cái lì là sắc cái, bốn cái lì là bao, sắc cái lì sao sao sao. Ok, ăn một cái chứ no hả? Làm cái nữa. Ok, giao đây. Bắt đầu. Ok. Mà các em mà ăn không có đâu được, phụ huynh làm luôn. Phụ huynh ăn không có theo luôn. Giao đâu? Giao đây. Bắt đầu. À, xin có ai cầm cái wireless microphone xin trả về cho. Tôi bỏ vô túi cho nên không muốn. Rồi xin các trưởng cho. Ok, wireless work rồi nè. Đúng rồi. Tất cả các chú ý. Tất ta. Và sau đây tiếp tục chương trình là một tiết mục rất là đặc sắc của các trưởng. Các trưởng cũng được chấm điểm luôn. Xin quý vị phụ huynh ở ngoài để ý để mà chấm điểm cho các trưởng, coi các trưởng có hơn các em không. Nhiều khi các trưởng thua các em luôn. À,
thầy và tất cả các phụ huynh các em hãy theo dõi trên sân khấu. Sau 13 tuổi rồi mà mấy cái thèn nó biết đông kịch quá. Cho nên tự gì cũng gì là lấy cái tiền đắp bồ của thầy thông lơ đó mà nó biết tôi đông kịch tôi này cũng muốn chết luôn. Dạ bây giờ tôi thì cũng muốn làm vua một chút nghe để tôi trình diễn cái bùa trời độc lập thâm tôi trón diễm sự nước thanh bình vui vẻ khúc âu co cảm rất không sứa cái nhìn thấy cảnh trăng nước thanh bình muộn dân an lọt của dân tộc lương quang quân sĩ đâu. Ủa, tao đâu có làm vua đâu mà tụi bay giả hét tùm lum vậy hả? Ủa bây giờ bữa nay người nào nấu ở ngoài hôm nay là cái ngày to vì tao giữ cái đội hội cái trợ lo hầu lo chứ cái là trợ hướng Việt cho nên tao sung sướng vô cùng tao lòm thông dịch viên cho các phái đoàn về đây tham dự kính mời cái gì tham gia cho một tròn vỗ tay thật bự. Hi. We looking for a shopping mall. Shopping casino. Casino. Tôi thông dịch cho mấy bà con nghe. Hơi ông bà này ông nói là tới nay là cái trẻ tu này đó nghe là có nhiều bánh tét với lại bánh khoa lon lắm ông bà nào muốn ăn thì còn nó nữa muốn ăn thì vô trong đó mà ăn. What else you want honey? Victoria's Secret. Victoria's Secret outlet. Không có bánh tròn hết rồi bánh tét cũng hết rồi bây giờ là chỉ còn khoai lon thôi ông mà tôi xung dịch ông nói vậy đó bây giờ các bà con muốn ăn thì muốn đó ăn. Football number winning lotto. Chân cản này bây giờ bà con mấy hôm nay tu hành đó là coi như mùa cản hết trơn rồi bây giờ không ơi mà đi nổi nữa hết trơn á. Thank you. Thang tôi thông dịch của hai bà con cái trận thứ hai. Giờ không có đoàn nào mà tới nữa cho tôi thông dịch cho nó vui vẻ là bà con hình như còn một cái vé đoàn ở phía loa đen phía em cái đoàn ở phía loa là hình như là ở đâu rồi chưa tới nữa còn đi con má mày con nói rồi đi giờ mà hai đứa bay sẽ ra tao đi theo chùa đi theo nó một nơi mấy đứa nhà một đứa thì nói chuyện với trai một thằng kia thì đừng nói chuyện game tôi biết sao đâu tôi lo hơn nói không biết nữa trời ơi ơi ông coi coi cho nè ông đừng coi coi tôi hỏi với ba mày ở trên mình nói là sao ông xuống đây ông coi hai đứa bay về tao dạy nó mấy thằng nghĩ ra hả sao con hả sao đây đừng có coi lộn quá trời ơi come on mom. Why do we have to be here? There's nothing to do. It's so boring. Tôi nói rồi rồi. Ba mày mất rồi. Nhà mày không có ai trông. Một đây xin kiếm thầy thông lai. Vì cậu duyên mà. Cậu duyên, có biết không? Shut up. This is the point. Daddy has been gone for a long time. Why don't you look step another step? Yeah. Bà ngài nói trong đây là làng A Di Đà này. Người nào cũng giàu hết trơn mà vô trống mình kiếm ông nào? Chứ trẻ khoảng 81 tuổi, mình kiếm được cho tao cũng được mà. You're right. Thôi mình vô, hỏi. Mình hỏi đi, hỏi. Get some guy. Ủa, hỏi đi. Ông là cái bò đó, cái thèn này. Thôi, tôi hỏi là ông là cái bò đó, cái thèn này. Cái bò. Trời ơi, cái bò giống cái thèn cái chó. Bò này chân có lông. Trời ơi. Lạnh quá, bận mừng quá. Ôi, nhưng mà tôi hỏi cái phái đoàn hôm nay tới đây để làm gì, tôi không dịch. Dạ, con tới từ Bensi, mình dẫn hai đứa nhỏ đi, mà đi cầu duyên. Mấy đứa nhỏ không được đi, thầy ơi. Vì thầy cho con vô để con xin phép để gặp thầy Thông Lai để hỏi được xin phép thầy cho con cầu duyên hay không vậy ạ? Thầy Thông Lai thì hôm nay thầy bận dữ lắm. Thầy dẫn dắt phái đoàn hôm nay tu hạt mấy ngày nữa rồi mệt tôi không biết này để tôi vô tôi hỏi thăm thầy thử thầy có cho phép mấy ông không có khen ông nghe.
À, bây giờ thì nếu mà cầu duyên thì tôi nghĩ chắc là cũng được, à, nhưng mà phải thương nhau cho thật thám thiết là thầy mới cho, nghe không? Does he want to date you? Không, chắc tôi vô gặp thầy thông qua đi. Rồi cầu duyên nữa, chiều nay học có bờ tình yêu rồi, chứ bữa nay giờ có tới cầu duyên. I'll meet you there in a minute, okay? I'm right outside. What's up? It's my boyfriend. It's my boyfriend. It's so long. Hey, your boyfriend isn't there? Really? Your boyfriend? Are you sure? Yes. I'm bum. Okay, so your boyfriend isn't there, so mom can look for another boy? Yeah. All right, I'll have you. What do you pay me? Girl, please. All right. You don't need to tell me. Whatever. What? All right, mom. Oh, we need to do your bone. We have to change our minds. This is the inside. Anh hai, ba. Em đi lát cái cổng gặp anh Lợi nha. Cảm ơn. Mom, you totally forget him. Có rồi. Ủa còn có phải đoàn nào cho tôi thông dịch nữa hen? Mấy giờ bầu chiều nay nó hạt cái bời gì tình yêu rồi, tối nay nó thêm cái tình duyên của nó vật vô, nó lại xin thầy nó gặp nữa. Giờ còn có phải đoàn nào nữa còn? Suốt cả đời mình cứ ăn chơi nhảy đầm suốt ngày, bây giờ phải đi lung tung mà thì phải đi theo mấy bà tẩm, mà nghe lời mấy bà tẩm nói là chùa Phần Nguyên có cái chi đặc biệt đó, vì sư phụ đã có thể đưa mình lên tới phi tưởng rồi đó, cho nên mình tới đây mình coi thử, mình register để mình đăng ký thử coi được không ha. Ông ơi, ông biết tới chùa Phần Nguyên ở đâu không vậy? Rồi tôi hỏi bò là cái bò hay là cái thèn nữa, mình lại giống là cái thèn nữa đâu. Trời ơi, chúng tôi là cặp bà trùng sống cỡ mấy chục năm, 80 mấy năm rồi. Tôi hỏi ông, tới chùa Tầm Nguyên ở đâu? Chùa Tầm Nguyên nó ở gần ở đây, mà hỏi lội mới vậy? Tôi hỏi ông, tôi nghe không có được. Chùa Tầm Nguyên ở đâu vậy? Chùa Tầm Nguyên ở gần ở đây rau. Anh gần ở đây rau á hả? Ông nói ở bên kia kia freeway. Nhưng mà tôi hỏi bà là tới bà làm gì ở đây? Tôi già rồi, tới đây kiếm thầy tu. Ồ, ông kiếm. Ông biết chùa Tầm Nguyên ở đâu chùa vậy? Chứ kiếm mà tu hành thì thầy thông lơ, thì thèn thầy lúc nào thầy cũng thẻn khòn. Tôi sẽ giới thiệu cho ông liền. Bây giờ tôi chỉ ông về hướng Bắc nghe, ông đi chừng khoảng một mai thôi là chúng ta gặp thầy thông lơ à. Ok, yeah, yeah. Quý tới chùa rồi. Quá còn phá đoàn nữa, tôi tưởng hết rồi chứ. Nhiều phá đoàn quá vậy. Hello, hết tiền rồi, no money casino nó win hết rồi. Nghe nói ở đây có ăn uống được phi không? Ăn chùa không? Ở chùa. Có gì chứ phải ăn uống phi là để thoải mái. Em thỏa giòn luôn, em tới hơi giờ sớm cũng còn ăn, em tét cái bụng cũng còn ăn, em thỏa kẽn luôn. Cho tụi con vô trong chùa nhé. Vô trong chùa mà ăn thì không, bây giờ vô trong chùa ăn làm gì? Làm gì cũng làm hết. Vô ăn được. Dạ, yeah, mà gặp thầy thông lơ cũng được. Rồi mời hứa ông bà vô gặp thầy thông lơ. Còn có phải đoàn nào mà vô gặp nó, đừng vô gặp mà ăn hoài nha.
À, sau khi tụi con ở đây thì nhận ăn uống thì cũng được ăn uống free, mà con thì nhận suy nghĩ lại là nhận tụi con cũng già rồi, mình anh với em thì nhận cũng sống không được bao nhiêu, không mình cũng tu với nhau nha, để sau này mình có thể lên thiên đàng thì gặp nhau, trở xuống dưới gặp nhau, hoài kỳ quá à. Cho tôi thấy các ông đó, ông có đúng có ý tôi đó, mình tôi, mình ăn thì ăn nhưng mà phải em lo tu hành. Em là bà. Ôi anh là bà trời ơi, giống cái thèn, tôi nói cái thèn hoài. Bây giờ mấy cái người nào mà muốn mà gặp thầy Thông Lôi ở đây, vô tập hộp ở đây, tôi dẫn thế tới thầy Thông Lôi. Đâu đâu, cái phái đoàn nào mà muốn đi gặp thầy Thông Lôi ở đâu đâu. Xin bà con cho tròn vỗ tay với đoàn gặp thầy Thông Lôi. Úi trời ơi, lâu lắm. Yeah. Hoang bời đi, hoang bời đi. Nếu có về cùng nhau ta từng còn này. Rồi, kế tiếp là xin mời đội số 4 chuẩn bị. Đội số 4 lên trên sân khấu. Đội số 4 nào, cho một tiếng la lớn này. Đội số 4. Team number 4. Xin quý vị cho team number 4 một tràng vỗ tay thật là lớn. Team number 4 sẽ trình diễn một cái tiết mục cái tên rất là hay, đó là tên Monkey King. Okay, this is about Monkey King. This is called Journey to the West. So this is one of the part where the pig back yai they back they hear them back. So ngõ không đến chú. Okay, so cảnh này là bị hai nhẫn tinh thì bắt giới đó. Okay, start, bắt đầu. Come into our lair, we have free candy. Wahaha, we trapped you. Bác chơi đã bị bác. Okay, xin mời. Okay, now Monkey King. Gather up, like Monkey King and the monk. Đưa tăng. Dang it. Our friend, the majestic pig, has been captured. We need to rescue him. Understand. Go back, yai. We can go save him now. Okay, so, new scene. Yeah, Monkey King. Monkey King, face this way. Monkey King, face this way. Everyone behind Monkey King. Are you? Are you a child?
Okay, so Monkey King do a super move. He's gonna become like seven monkeys. The two girls, come out. They're the bad guys. Attack them. Good. Okay, we're thì nói chung là mình ở đây thì ở chùa thì mình cũng không muốn làm bà tám lắm, thì giờ mà ở đây có cái game rất vui. Các anh chị đứng bên trái, đứng sát qua bên trái đây nha, bên trái đứng giữa ngay tôi, đứng hộp dòm ngang là có em ở bàn phía bên trước đó, phía bên trái em bàn sang bên trái nha. Và từ á, và người áo đen phía bên đây đi qua phía bên phải, phía bên trái chia làm hai phe, chia làm hai bên. Và các anh chị sẽ hát, và các em sẽ hát cho các em gấu bàn sáng để thưởng đại hơn, con chó hơn, con gấu bàn hơn. Rồi nha, cái câu đầu rất dễ là 1, 2, 3. Con chó bàn cánh con chó xù, con chó xù cắn con chó bàn, con chó bàn đó kêu gâu gâu. Câu gì thôi, tức là câu đầu là con chó bàn cắn con chó xù cắn con chó bàn, con chó con nó kêu gâu gâu. Khi đó mình sẽ đổi chữ cắn, phía bên trái sẽ làm chữ cắn, phía bên phải sẽ đổi thành chữ béo hoặc là béo gì đó. Thì khi đó các phía bên trái bên phải phải làm, tức là dùng một từ để thay đổi từ cắn béo béo gì đó. Thì khi đó mình sẽ làm nháp nha, làm nháp nha, làm nháp nha. Phía bên trái làm trước, phía bên trái nè, 1, 2, 3. Con chó sù, con chó sù, con chó sù cắn con chó vàng, con chó con nó kêu gâu gâu, con chó sù đá con chó vàng, con chó vàng đá con chó sù, con chó con nó kêu gâu gâu, con chó vàng. Mà khi chơi thì các em phải chơi phải dùng động tác luôn, và cái cắn cho nó dùng phải hạ miệng cắn nha. Chơi đó, rồi chơi đó. Đâu 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 đâu, làm thế kia, làm thế kia, làm thế kia. Con chó bàn đá con chó sù, con chó sù đá con chó bàn, con chó con đá kêu gâu gâu, con chó sù hút con chó bàn, con chó bàn hút con chó sù, con chó con đá kêu gâu gâu, con chó bàn con chó sù, con chó sù, con chó con đã kêu gâu gâu, con chó sù hất con chó vàng, con chó vàng hất con chó sù, con chó con đã kêu gâu gâu, con chó vàng con chó sù, con chó sù con chó Yeah.
chó vàng, cúng con chó hùng. Con chó vàng đang kêu bồng bồng. Con chó vàng mất con chó sầu. Con chó sầu mất con chó vàng. Con chó con nó kêu đâu đâu. Con chó sầu tát con chó vàng. Số 7. Xin mời team số 7 lên sân khấu. Team số 7 với kịch bản là Romeo and Juliet. Once upon a time, long ago, in a faraway land, a land very, very far away, lived a girl named Juliet. Juliet was the prettiest girl in the land, and her beauty drew all the boys to the yard, but her parents didn't let them because they were overprotective and stingy. Juliet's mom always told her, "Không được có boyfriend nha." Why? Tao không cho mày thích thằng nào tới khi mày có PhD nha mày. Kia vô phòng học bài đi. Em mai nói không đủ. Thằng này. After the fight, she stormed out of the house. Hello there. Go back a few seconds. I ran into Romeo and Tybalt. Hello, Andrew. Hello. Hi. Sweat. You look pretty today. What? Hi. You like her? No. No. The entire track. Yeah, I was kidding. I like her. Love, right, back off. Love. No. Some more. 1, 2, 3, 4. Wait. We need an expensive version of battling. Yeah. Star Wars. Oh, my G. Now a crazy dance pop is going to happen. Yo, we got over there. Yeah, I'm a homie G. Me and the homie G of the homie G. You guys go first. Who's the dancers like this? Okay, go ahead. She's so confused. There you go. One, two, three. Fantastic baby. I decide which one. I don't need to, because I like you guys as friends. Friend zone! Friend zone! Friend zone! Screw you! Now after that intense dance off. Oh, do your leg. The end. Woo!
các em chú ý. Bạn ơi hãy làm. Bạn ơi hãy làm. Bạn ơi hãy làm. Làm như thế này nè bạn nhé. Làm như thế này bạn nhé. Đừng có làm sai. Có làm sai. Không khó chi đâu mà sai. Không khó chi đâu mà sai. Bạn ơi hãy làm. Bạn ơi hãy làm. Làm như thế này nè bạn nhé. Làm như thế này bạn nhé. Đừng có làm sai. Đừng có làm sai. Không có chi đâu bạn ơi. Không có chi đâu bạn ơi. Bạn ơi hãy làm. Bạn ơi hãy làm. Làm như thế này nè bạn nhé. Làm như thế này bạn nhé. Đừng có làm sai. Đâu khó chi đâu mà sai. Đâu khó chi đâu mà sai. Bạn ơi hãy làm. Bạn ơi hãy làm. Làm như thế này bạn nhé. Làm như thế này bạn nhé. Đừng có làm sai. Đừng có làm sai. Đâu khó chi đâu bạn ơi. Đâu khó chi đâu bạn ơi. Rồi chúng tôi xin mời đội số 3 Bean Fan. In the next scene, we will see how they will act when roles are reversed. Oh my gosh, those clothes are so last season. Their hair looks weird. Oh, free! Free! Don't talk to them like that. We should be friends. Don't bully them. Freeze! Oh, Joy, here. Now, the bullies from last time are being bullied by new ones. So the former bullies don't like how they're being treated. So don't judge a book by its cover, because you never know. That person can be your best friend. The end. Yay! Hoan hô tim này một cái hoan hô tim này. Nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô. Rồi xin mời, xin giới thiệu với tất cả các em. Trưởng vừa mới mời được một võ sư. Một võ sư này ở bên, không biết là võ sư này trên Hy Mã Lạp Sơn xuống hay sao đó. Xin mời võ sư ra đây để biểu diễn cho mọi người coi cái tài năng của võ sư. Xin mời sao đó, xin là ship lắp, xin xin được kỳ học đài đặc trị bọc. La la, cho một chàng pháo tay thật lớn. Ngoài ra trưởng còn võ sư này còn một cái tài năng khác nữa, đó là tài năng nhổ nước miếng. Oh my god. No.
Xin quý vị cho một tràng à, thưa quý vị, đây là tiết mục cuối cùng của đội team number 6. Xin mời team number 6 với Fighting Panda. Rồi, mời các em lên trên sân khấu. Once there was a hungry tiger and panda. They went to go look for the golden bamboo. So they went into the forest and found a evil turtle. I want the bamboo! I want the bamboo! I want the bamboo! I want it more! I want it more! Let's fight! We have the bamboo! I think the minion has it! Okay. So they went deeper into the forest and found the minions. We want the bamboo back! Yes, you do. Yes, you do. Fight! And they needed help, so they found a sword in one of the minions' pockets. Really? Oh my God! And it was the bamboo. What happened to my little minion? I will revenge. Give me back the sword. Yeah, do I want it? And victory was there. Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Vui là vui là vui, chúng mình vui quá. Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Vui là vui là vui, chúng mình quá vui. Trước khi chúng ta trở về thì có một cái này là hồi nãy các em lên trên này cầm lan nhiều quá. Ở chỗ này nhiều muỗi quá. Anh đang giờ trưởng nhờ các em cũng như là chúng tôi xin nhờ quý vị phụ huynh bắt lấy con muỗi để dùng nha. Tất cả chú ý, con muỗi, con muỗi nó lớn lên, tất cả chờ đó, mình phải bắt muỗi, nó đậu chỗ nào là mình bắt chỗ đó nhé. Chưa, con muỗi, con muỗi nó bay vô người kế bên mình á, nó bay vô, vô chùa còn đập nữa là thầy. Ủa con lo chơi không? Con không đập mũi rồi thầy ơi, thầy sao thầy la? Mũi vo ve, cắn tay cắn đùi rồi bay đi đâu? Đây là màn đặc biệt tất cả các em. Cho một chàng pháo tay thật lớn để mừng thầy, đó là tiết mục riêng của thầy.
Mai Thuần à, mới nói là bây giờ đó các em chơi mà làng Di Đà mình cũng như là chưa có cái gì mà hơn nữa là Mai Thuần Hòa nói ngày hôm nay nhận thầy Công Khai làm sư phụ, thành ra có một vở kịch để mà tặng cho cái làng A Di Đà và tặng cho lưỡi tài hôm nay, phải không quý vị? Giờ ông Dượng đâu vẫn ra đây, ông Dượng ra đây, đâu phải là ra đi con đóng rồi lên ra. Luôn đóng luôn. Đúng không? Cho ba diễn viên của làng A Di Đà một tràng pháo tay. Đây cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, thật sự ra đây là tam quái. Từ nãy giờ chỉ có bàn sơ sơ chưa có đóng. Nhưng mà bị bắt cóc thì phải tự đóng luôn. Mà bài bản thì không có. Không có gì hết. Có gì hết. Tự diễn luôn. Tự nguyên tự diễn. Bây giờ thì mình tự diễn, bây giờ Mai Còn Hòa diễn trước nha. Dạ, dạ. Rồi, mà diễn trước thì mình không biết diễn gì hết, mình đưa cái đề tài trước nha. Dạ, cứ chờ luôn. Cái đề tài là cải thiện. À, dạ. Dạ. Một trời mùa đông, ở một cái thành phố rất là lạnh mà có thể nói là tất cả những gì ở trên thế gian này, thành phố đó đều có hết. Người đi qua, rồi người đi lại. Nhà ông đâu sao ông về? Có nhà đâu vậy ạ? Nhìn thấy sợ quá. Homeless. Vậy hèn gì? Homeless. Mới bốc hàng mới ra sao nhìn thấy sợ. Nhìn thấy sợ quá mà đứng đi gặp đi sao? Sao? Tiền cho mượn 2 chục đi. Gớm quá. Tại vì mượn cái chỗ của họ nãy hỏi 3 lần cho mượn. Tôi cần cảnh sát. Cảnh sát đâu rồi? Cảnh sát chơi mà sợ cảnh sát. Cảnh sát. Rồi có gì? Nói cái có liền. Ông này nãy giờ ông hù tôi. Nãy giờ em có hù vậy? Ông tuy nhiên ông đòi 20, tôi đâu thiếu 20 gì đâu, ông đòi 20. Ông này, cảnh sát ông này là chỉ mượn 20 thôi, không phải là đòi. Ông về, bắt ông về. Dân homeless. Sao trời ơi, người đã phải trong xã hội, là cảnh sát không có. Trời ơi, mượn 20 thôi. Mà trời ơi, mượn 20 thôi. Phụ, cộng lại đi. Sao? Cảnh sát gì ra, ông này giải quyết gì được sao? Ông này đóng thêm một chai khác nữa. Cộng lại đi, vậy bắt đầu tôi mới... Dạ, thưa mấy ông, cái chuyện gì xảy ra đó? Anh nghĩ sao vậy? Chuyện gì vậy? Tướng tôi về biểu tôi cộng đó hả? Trời ơi, nó thiệt cái chuyện gì này chuyện gì xảy ra? Anh nghĩ sao vậy? Tại sao cái chuyện gì mà mấy ông ăn hiếp cái ông này dữ vậy? Ông này ông ăn cắp cho cha cứu con cha. Dạ cha. Có chuyện gì đó? Dạ con chỉ mới vừa bốc cái cục hàng ra đi một vòng gặp cái ông kia ông mượn 20 bạc mà tự nhiên kêu sát lại đè bắt con. Không. Con hơi lương thiện cha, con chỉ hút dài hơi thôi chứ không làm vậy đâu. Đừng có bốc chút xíu. Đừng nói với cha lại ở đây. Dạ. Cha cứu con nha. Thưa mấy ông. Dạ. Bây giờ thì mùa đông nó cũng lạnh lắm rồi. Vâng. Mà cái nhà đằng kia thì cũng đông lắm. House đằng kia kìa. Bây giờ không có còn cái chỗ nào chứa nữa. Dạ, cha con. Bây giờ mấy ông có bắt được quả tang cái ông này làm chuyện gì ác chưa? Dạ con ngàn tiền. Có chứ, thằng này nó nắm tội lắm. Dạ, tội con nhiều chứ. Dạ, tội con mà chỉ mà đi ra sa mạc đếm thì mới được. Còn không là phải ra biển đại dương uống thì mới biết. Từ từ. Để cha con cho. Dạ, cứu con. Từ từ. Tôi xin bảo đảm cho ông này. Nếu mà mấy ông đồng lượng thì tôi xin bảo đảm đưa ông này về tạm bên nhà bên kia. Nếu mấy ông cho phép. Vâng, anh cứ tự do đưa lại cho... tạm trú nhà bên kia nhá. Nhà bên kia tôi biết vâng. Là có cái ông thượng tọa Thích Thông Lai đó. Đấy, ông có một cái làng ông mới mở. Mà cái làng đó là ông không có phân biệt. Coi như là tất cả mọi người mà những người nào mà như là anh này đó vâng. Mà cần tạm trú thì ông thầy này ông dễ thương lắm. Thông Nai à, thầy Thông Nai á. Dạ đúng rồi, tôi cho mấy lần ông giờ tính tiền á. Dạ bây giờ tính tiền. Nghe nó thầy đó là giỏi lắm đấy. Dạ vâng. Nếu mà dạ, nhiều khi con nói bậy cũng có người hốt. Tôi cuộc sống con người mà thì có lúc lên lúc xuống. Dạ. Và chúng tôi nghĩ rằng ông này cũng có thể cải thiện được. Đúng. Thì để tôi xin gửi qua bên cái nhà bên kia. Rồi nhờ thầy Thích Thông Lai chứ không thể đưa đi cải tạo à. Dạ không cải thiện. Cải thiện mấy ông
cải tạo nó bên kia là mấy ông cộng sản, chứ bên này không còn cải tạo nữa. Thì quê tôi đấy là nằm bên Bắc Hồ đấy, là dạ. Chưa đi cải tạo thôi. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà chưa. Bác qua bên này mà bác nói tôi cũng sợ lắm. À thì là Phật, bữa nay con ăn chay quý vị ơi. Dạ, dạ. Dạ, tôi xin phép để tôi đưa ông này đi qua bên kia. May ra thì ông thầy Thích Tông Lai với lại đại tử của thầy đông lắm. Mà đại tử của thầy đó thật sự ra con trai con gì ngon lắm. Anh trai đâu phải là tu. Dạ không. Anh dạ. Đây là để ông tu chuyện gì. Dạ dạ, dạ tôi không tu mà nó có nhiều. Không, coi như vậy chứ hơn mấy cà trớn chút xíu à. Cà trớn là còn thu hoạch chua đấy. Dạ, cà trớn ở ngoài Bắc nhiều lắm thưa vâng, ông. Vâng, đây. Dạ, hơn mấy ông chút xíu thôi. Rồi, mấy ông thôi đi nha, có ai gì. Dạ, 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 xin nha. Bây giờ anh làm ơn anh qua bên kia rồi tôi đi rồi anh khai rõ ràng. Trời 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 chú con ơi, trời trời ơi, bên, chú con dạ. Trời trời bên kia con. Ông thầy Thích Tông Lai ông đi, sẽ giúp chơi nha. Chú con ơi, trời sao túi giờ không có tiền vậy? Không có tiền thì cũng mất. Chú con dạ. Mày mới sám hối mày làm gì thế? Dạ cứu con cha, trời túi giờ không có tiền. Ê, dạ. Ê, nhớ chia dạ. Nhớ chia dạ. Thôi thì ông này thưa quý xeo phồn cũng coi chừng mất rộn đấy. Cái gì mà nó mất thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, mấy ngày chưa tắm hết trơn. Dạ, ở trong làng mấy bữa nay cũng không có nước nóng. Ôi trời ơi, trời làng nào kỳ vậy? Cái nàng ở Indo đó. Ôi trời ơi, tôi đừng nhắc. Cảm ơn tất cả quý vị, đây là tự nhiên, tự miễn. Nhưng mà, good night quý vị, chúc quý vị ngủ một đêm đầy ác mộng. Ác mộng. Quý vị có biết không, mấy cầu hòa đó, đặt cái diễn kịch này nó trùm lên là bị tắm nước lạnh đúng không vậy? Nhưng mà quý vị thông cảm đi, cái khách sạn này nó 70 phòng đúng không quý vị? Mà về đây đó chúng tôi lại xây thêm phòng cung điện mùa đông mùa hè tùm lum. Rồi bây giờ cộng với đó hồi xưa có khi khách sạn nào nó ở 70 người là không có, mà bây giờ ở tới 600-700 người thì làm sao mà handle được nước nóng? Ba cái bình nước nóng này chạy 24/24 cũng không đủ nữa đúng không quý vị? Cho nên mấy cô qua mượn diễn kịch này để bốc lò thầy này. Thành ra biểu hôm ngày hôn cái chân là tại vì thúi quá. Thôi mà cái này cái chuyện vui nhưng mà có thật thầy dạ, nói rồi thì cũng xin phép dạ. Để chia sẻ cùng tất cả quý đồng hương ở đây. Ngày đầu tiên xuống đây đó thì cái người coi phim đã đến trước và Michael Hòa đến sau. Khoảng chừng 10 giờ khuya thì mới về tới đây hôm thứ năm. Về tới đây xong rồi thì ông coi phim ông mới nói tối ngủ đâu nữa chứ. Không biết nữa. Ủa, mấy cái này giống có phòng ngủ quá mà không biết. Trong này lại không có giường, không có cái gì hết. Mà ngồi đó cái ông này ông mệt quá rồi, ông đi cả ngày. Ông mệt, ông quay phim, ông nói không biết ngủ đâu nữa, thôi bây giờ anh em mình cứ ngồi đây đi. Mà thấy ông co ro trong cái ghế. Thì ra một lát nữa hỏi phòng ngủ ở đâu vậy? Thì một huynh trưởng ở đây mới nói là đây là cũng có nhiều cái phòng ngủ, đây cũng là một cái phòng ngủ. Nói, ủa, phòng ngủ gì lạ thiệt nha, không có cái giường. Không có cái giường, nhưng mà tí xíu nữa thì có một người đến, nhưng mà thật sự ra cái chuyện ở đâu cũng vậy hết. Nhưng mà khi mà đến đây đó chúng ta thông cảm rất là nhiều, rất là nhiều. Nói thật sự ra đó là complain thì không phải complain, nhưng mà nước nó hơi trở vô nhọt nhọt mà hơi lạnh. Và cái kịch ngày hôm nay thật sự ra chúng ta thấy đó là cái việc mà chúng ta muốn làm là sẽ làm được. Chỉ có ý chí mà ba anh em ba trận lạnh mà chưa tay chưa theo ba anh em ba trận chúng tôi thật sự chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp nhau ở đây nhưng mà cái duyên thấy chưa thưa quý vị đây hai người và ông này là giỏi nhất là lớp 3 trường làng được lên lớp 4 rồi. thầy nghe con nói con mới về ở Việt Nam, con cúng thất gì ấy cho mấy sư quốc danh, con nói đây đây sư phụ đi lâu lắm rồi mà chỉ là sư phụ sư quốc gia. Dạ. Như vậy sư quốc danh có cái nghề gì con nói cho sư phụ biết. Dạ, không? Dạ, kính chào sư phụ, kính chào tất cả toàn thể quý vị đạo tràng của làng A Di Đà. Thì vừa rồi đó con có nghe cái tháng vừa rồi đó quý vị có đi dự khóa tu bắt con trai ở làng Indio quý vị. Dạ có. Con nghe có nghe thầy Thích Thông Lai có giảng về, có nói về ông sư mà quốc doanh đó, tên là Thích Tham Lam. Con thắc mắc lắm, con tra từ điển, con tra tất cả các sách báo, con tìm hoài không có ra thì Thích Tham Lam. Con tức quá, con bỏ tiền ra, con mua cái vé, con về Việt Nam, đã con nhất quyết con đi tìm ổng.
thì con về Việt Nam đó thì người ta mới có chỉ con á, ông này đó chắc ổng là trụ trì của cái chùa Bình Dương đó quý vị. Quý vị biết cái chùa Bình Dương mà phía trước có thờ ông Hồ Chí Minh á, ông già râu á, rồi sau đó mới thờ Đức Phật. Đó quý vị. Đó đúng là chùa đó, là sư Thích Tham Lam làm chủ trì. Thì con đứng đó để con theo dõi coi cái hoạt động của chùa này như thế nào. Thì con đứng từ khoảng 15 phút thì con thấy có một chiếc xe nam. Nó chở trên chiếc xe nam đấy. Không biết như thế nào á, mà tôi nghe cái bà bước xuống xe, bà tới tôi bắt cầm lên. Bà nói về là bà nói với con như vậy nè. Ôi còn Hà Nội đấy, tôi mới vào ấy. Tôi ngồi lên trên chiếc xe nam ấy, nó nạng qua nạng lại, nó niết tới niết lui, mắt nó thì nó na nó nét, neo nề nọn mẹ xuất nổ. Tôi nói giờ không vậy đó bác ơi, tài xế trong đây mà cái xe lam này bác trả nó bao nhiêu vậy? Dạ con trả nó 20 ngàn. 20 ngàn nó chạy hai bánh nó lạng là phải rồi. Nếu bác trả nó 30 ngàn nó chạy ba bánh thì đâu có sao. Rồi sau đó thì con thấy trên xe lam đưa xuống con heo quay quý vị ơi. Heo quay 4 người khai nể khiêng mang vô chùa. Con mới thắc mắc, ủa sao chùa ra là chỉ có cúng chay ăn chay thôi chứ làm gì mà có con heo quay mà đưa vào chùa. Anh Di Đà Phật, con xin lỗi. Mới làm sao mà đưa heo quay vào chùa? Thì con mới thắc mắc, con hỏi thì Thượng Tọa Thích Tâm Lam lúc đó ông... Dạ lúc đó thì Thượng Tọa Thích Tâm Lam á, ông mới ra, ông mới phân tích. Anh sao anh rút thế? Chả biết gì cả mà dám comment thầy. Hôm nay anh biết nghề gì không? Dạ thưa, con cũng không biết bên đây nghề gì đó. Con tuy chỉ tới đây là con viếng chùa thắp nhang cho Phật thôi, nhưng mà con thấy cái chuyện này hơi lạ, con mới hỏi thầy, thì thầy giải thích cho con. Anh muốn nghe thì tôi giải thích cho anh nghe chứ. Hôm nay đó là ngày lễ ăn vị tượng Bác Hồ đấy. Bác Hồ có biết ăn chay đâu mà cúng chay, phải cúng bằng heo quay đấy quý vị à. Thấy anh Cường anh kể vui quá thì mình cũng vui miệng. Dạ đó, chọc đúng chân lứa rồi quý vị ơi. Mình cũng vui miệng cho nên là để mà trả lễ lại một tài. Sau năm 1975 thì người Bắc họ vào trong Nam đó, họ cứ ngáo nga ngáo ngẩn họ đi. Dạ. Họ đi rồi họ nói, ôi giời ơi, sao mà trong này mà ăn nói một phong tục tập quán gì không chẳng ra cái gì cả. Cái gì đâu mà nói tàng là văn chương gì đâu mà khó nghe thế. Cái bà bán quán mà nói, cái văn chương gì đâu bác. Chúng tôi đi đến đâu thì các bà cứ nói, đồ cà trướng, đồ cà trướng. Cà trướng là cái gì? Ôi, cái câu đó là người miền Nam của tôi khen các ông có công giải phóng miền Nam. Thế à? Cho nên đó là nói là cà trớn là khen các ông đó. Ôi, như vậy thì cả miền Bắc từ Bắc cho tới chúng tôi đều cà trớn cả. Dở tay quý vị. Nhưng mà ngoài Bắc tôi đấy, ngoài Bắc tôi cái trái cà trớn nó còn to hơn cái trái cà chua nhiều năm. Rồi tiếp tục quý vị ơi, con xin tiếp tục. Con gặp thầy Thích Tâm Lam, con lại hỏi nữa. Thầy ơi, con thắc mắc là bữa nay có sau này có một cái gia đình đó, họ mang quà tới, họ mang lễ lộc gì tới để cúng thất á, mà cái gia đình này họ thắc mắc, mà con cũng thắc mắc là không biết cái cúng thất là cúng gì á thầy. Nói, úi giời, cúng thất mà chả biết đó. Thứ nhất là thất mùa nhé, thứ hai là thất bại nhé, thứ ba đó không dám thất tình ở chùa mà thầy không có dám thất tình đâu. Thứ ba là thất thoát nhé. À, còn thách gì nữa? Thất học. Thất học nghe đấy, xã hội chủ nghĩa ta là cuốn thách là 7 cái, nhưng mà 7 cái thách như vậy là đủ rồi. Cái sau đó thầy mời. Ôi rồi hỏi là có cái phong tục mà đi hộ niệm cầu siêu mà nóng chỗ nào không? Dạ. Hôm nay là phải nóng ở đây mà, xin lỗi là sư quốc dân nóng chỗ nào? Thì thầy lúc đó con thấy cái này là phải qua cái thầy Thích Tiêu Siêu. Rồi, cái thầy phó chủ trì. Có gặp thầy
phó chủ trì Thích Kim Diêu là chuyên môn đi hộ niệm cho người chết đấy quý vị à. Chuyên hộ niệm cho mấy cái mấy phần công an hả? Dạ dạ, đầu tiên con vô phòng thầy Thích Thâm La mới dẫn con vô phòng của thầy Thích Tiêu Diêu, thì trước cửa phòng thầy á có dán một cái bảng lớn lắm. Con thấy, con nhìn thấy cái bảng đó riêng là tin mừng cho quý ông quý bà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ai đọc cái câu đó cũng mừng hết trơn á, vì ít nhiều á là trong gia đình mình, ông bà hay là cha mẹ mình thế nào cũng có người cũng có cái bệnh đó, trẻ ít nhiều phải không. À, ông ghi là tin mừng. À, thì quý vị thử đọc cái tin đó quý vị có mừng không, mà giai đoạn cuối nữa có thuốc chữa phải không? Dạ có thuốc chữa, cứ gặp thầy Thích Tiêu Diêu sẽ rõ, muốn vãng sanh 20 triệu, về cõi người 15 triệu, địa ngục 5 triệu, súc sanh miễn phí. Thì ra con thắc mắc quá, con mới đi hỏi đệ tử của thầy Thích Tiêu Diêu, thì thầy mới nói ông này đó ông giỏi lắm, thầy của tôi là rất giỏi, ông đi hộ niệm là nóng á, từ chân, từ đầu gối nhá, từ bụng nhá, từ ngực nhá, từ lên tới trán và lên tới đỉnh đầu, có nghĩa là 6 nẻo luân hồi ổng đều cho đi hết quý vị ơi. Có thầy nào mà hộ niệm bằng thầy Thích Tiêu Diêu không? Ổng cho số điện thoại nữa quý vị, cứ gọi 1-800 tống tán không chết cũng vãng sanh. Dạ đấy. Dạ là thầy mới mời cái thầy Thích Thâm La mới mời vô thầy giảng pháp, thầy cũng hòa đồng, thầy cũng làm ra vẻ hòa đồng tôn giáo quý vị à. Thầy lấy cái câu của Chúa nói bên công giáo có câu của Chúa có nói là chúng ta có cái gì vậy? Chúng ta cứ cho đi rồi chúng ta sẽ nhận lại. Bây giờ các Phật tử ở trong túi có bao nhiêu cho các Phật tử cứ bỏ ra, có khi các Phật tử cứ bỏ ra đi, cho hết đi rồi sẽ nhận lại. Các Phật tử đó tội nghiệp, sư phụ tội nghiệp với anh Michael Hoàng chứ quý vị, tội nghiệp lắm, ai cũng móc ra cho hết trơn á, cho hết trơn rồi lát ngồi chờ hoài cả nửa tiếng không thấy nhận được cái gì á, mới hỏi thầy, ủa thầy nói cho rồi sẽ nhận được thì bây giờ get like đi, nhận gì ship. Bảo đảm cho rồi là sẽ nhận thôi. Mà ở trong miền Nam mình á có những mối tình lan và điệp. Dạ. Mà ngoài miền Bắc xã hội chủ nghĩa hình như cũng có lan và điệp. Hỏi coi, hỏi thầy coi có lan và điệp không? Có chứ. Thầy nói cái chùa này là xuất phát con lan ở chùa này. Ồ thế hả? À con lan, quý vị biết từ cái mối tình lan và điệp là cái cô lan đấy là cậu xuất phát từ cái chùa Bình Dương đấy quý vị ơi, để con kể cho quý vị nghe nhé. Là tên chính trình Lan và Điệp xã hội chủ nghĩa phải không? Dạ, Lan và Điệp xã hội chủ nghĩa là có nghĩa là năm 75 vô, nếu không có Việt Cộng mà nó vô tới Sài Gòn á, thì Điệp đã lấy Lan rồi. Tại vì Cộng sản nó vô đó, nó chia cắt, nó bắt thằng Điệp đi làm thanh niên xung phong. Điệp buồn quá đi thanh niên xung phong, thì ở đây cắt đứt mối tình với Lan, Lan buồn quá, Lan vô chùa, Lan tu. Thì đi thanh niên xung phong khoảng được 2 năm, thì Điệp mới trốn thanh niên xung phong về nhà để thăm Lan. Thì dò la tin tức bà con hàng xóm lối xóm á, thì mới biết Lan tu ở cái chùa ở Bình Dương đó, mà có cái tượng Bác Hồ phía trước, là Điệp đi tìm chúng ngay phóc thôi. Khi mà Điệp tới vô cậu vô tới cổng chùa đó thì Điệp lúc đó làm gì mà có điện, lúc Việt Cộng vô làm gì có điện mà bấm chuông. Thì Điệp mới đứng ở ngoài cửa sắt, Điệp gõ thì Lan ở trong chùa, Lan nhảy ra thấy Điệp mừng quá, mối tình đã mấy năm trời bữa nay mới gặp lại quý vị ơi. Lan mở bung cái cửa sắt lên thì bỗng nghe Điệp nó la, nó khóc ré trời luôn, úi da ôi đau quá ơi. Thì lúc đó Lan tội nghiệp cho Lan, xa cách Điệp lâu ngày quá rồi, tưởng cái mối tình này sao tự nhiên mình đi tu rồi, mình tưởng nó đã chìm xuống rồi, nhưng mà ai ngờ bây giờ Điệp tới nó khơi dậy trong lòng mình. Thôi Điệp, cái Điệp mới nói thôi Lan ơi, mối tình mình thì trước sau đó cũng là như vậy rồi, bây giờ em đã vô chùa yên ổn rồi thì bây giờ sao mà anh Điệp ơi, anh đi thanh niên xung phong một phận rồi, em đi tu, anh đi thanh niên xung phong, bây giờ gặp lại nhau chỉ là tình thôi chứ đâu có còn là nghĩa hay là duyên với nhau nữa đâu, phải không? Nhưng mà sao anh khóc dữ vậy? Khóc cái gì mà khóc? Anh để tay vô cái bản lề cửa em mở mạnh quá, kẹp mẹ nó sưng mẹ năm ngón tay của anh rồi Lan ơi.
cái Lan tội nghiệp quá quý vị ơi, Lan tội nghiệp Điệp mới đưa Điệp vô trong lấy dầu cù là sức cho Điệp kia, rồi chia tay nói chuyện với nhau chia tay ra nữa. Thì lúc mà chia tay ra tới cái lan can ở phía ngoài đó, tự nhiên Điệp nó khóc đứt rỡ nữa quý vị à. Ủa lại tại sao mà Điệp lại khóc quá? Kỳ này sao đàn ông gì mà anh mỹ mị quá vậy? Tại sao mà đàn bà như Lan đây mà Lan không khóc? Mà anh là đàn ông mà anh lại khóc? Khóc cái gì? Đôi dép lào mượn của thằng bạn để trước cũng vừa ra biển nào nó chơi mất mẹ rồi. Tội nghiệp lắm quý vị, có đôi dép lào đây, mượn con bạn đi thăm em mà cũng bị chơi nữa. Cái Lan mới lại đưa Điệp thôi nha, kỳ này là anh không có được khóc nữa nha, mình dứt khoát vậy. Nếu mà anh mà khóc nữa mai mốt anh tới thăm em là em dứt khoát không bao giờ ra mở cửa. Cái Điệp cũng dạ. Cái đưa Điệp ra tới cái cổng chùa, để từ giả ra về đó, tự nhiên Điệp lại khóc lần này rứt nở quý vị ơi. Khóc mạnh hơn nữa. Khóc mạnh hơn hai lần trước nữa. Có lẽ đây là lần tiễn biệt sau cùng hay sao quá không biết nữa. Cái cũng có câu ở đó Lan nói anh thôi anh đừng khóc nữa, anh mà khóc nữa em tuyệt đối là không bao giờ mà em cho anh tới đây thăm đâu. Em phải thông cảm cho anh đi, bây giờ tiền đâu mà anh về anh đợi chiếc xe đạp, anh mượn bãi xe đạp anh cột dưới gốc cây bồ đề nó 3-4 khóa rồi đó, bây giờ nó đâu có tiêu rồi em à. Dạ mới tình Lan và Điệp tới đó chấm dứt quý vị à. Quý vị có muốn nghe nữa không anh Mai Cầu Hòa, có chuyện gì hay không? Cái này là best seller rồi. Mà không giận không buồn gì hết, giận cái bà mụ rồi trước vụ đúng không hiểu. Dạ. Hả? Sao? Dạ làm lửa gì hả? Anh lửa xong rồi mình chơi tiếp. Đâu có thầy đâu có hát bài tầng lửa gì đâu. À thầy nói lời phải nồ. Ờ bây giờ là coi như là ông Vượng rồi dạ. Tuấn Tôn rồi Michael Hòa dạ. Đã đóng góp một cái show sau cùng. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả cái trại viên chuẩn bị để mà theo lệnh của trưởng. Các trưởng bây giờ thầy nghĩ chắc cũng hết pin hết rồi. Phải không? Để là đốt bài tàn lửa phải không? Dạ. Rồi. Thầy vô vòng tròn cái này. Ông dạ. Thầy vô vòng tròn, thầy nắm dài với dài bây giờ. Đâu vô vòng tròn sao? Vô vòng tròn. Đem vô vòng tròn. Bây giờ là bắt tay nhau. Bắt tay nhau, nắm tay nhau. Chân nhau. Thôi, chân nhau bắt chân nhau. Ok. Con biết rằng đời là có hội và có tang, trăng tàn rồi lại quyết. Thì đêm vui nào thì cũng chia tay, và nên chúng ta có ghi nhận là một cái đêm sâu sắc cho những cái tình cảm chân thành. Cái đêm đứa trẻ có tình thầy trò và cả tình anh em huynh đệ đã về đây tham dự cái đêm đứa trẻ. Và bây giờ là cái bài ca lửa tàn thì chúng con xin hát để xin gửi đến thầy và tất cả quý vị bạn thân mày. Tình thương sáng lên khi đêm mưa yên, lòng đêm lắng sâu âm u. Tình thương sáng lên khi đêm lửa tàn, ta hát cho đêm gần nhau. Ánh sáng đêm sóng tan, cầm tay nhìn nhau từng rời xa cho nắng phai. Khói vương cao đêm sâu từ đâu mến ngày qua cùng mến thương đời đời.
gần nhau phút giây trong cung trời gian, còn ghi khắc sâu tâm tư. Gần nhau phút giây chỉ trong cuộc đời, ta có bên nhau dù xa. Tiếng hát vang khắp trời, hằng mong niềm tin còn quyện lãng trong phố phường. Siết tay nhau cho mai cửa tình yêu bừng sáng, dù bên đê đập tàn. Siết tay nhau cho mai cửa tình yêu bừng sáng, dù bên đêm dần tàn. Vỗ tay. Nhảy vô lắm nữa. Okay, sau khi các em bên đây trưởng các trưởng đã chuẩn bị các em có marshmallow thì các em các em trả sinh sẽ có sau khi trưởng thi sẽ dập tắt cái thang cho chút xíu nữa thì các em sẽ xếp hàng bên đây mình sẽ các trưởng sẽ bác các em marshmallow and chocolate để các em có enjoy cái dinner cái buổi tối hôm nay nha. Đó là the best of everything. Đi đóng tắt tắt đi. Mời trưởng nào lấy cái bọc phía sau lưng đó mình phát cho em xếp hàng, các em xếp hàng phía đây nhá, hàng đông rồi sẽ đưa các em cái quay game sẽ kiếm vô cái marshmallow đây. Đại từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô đại từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô đại từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô đại từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lại người thì tha con khấn nguyện cầu, quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô đại từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô đại từ đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc diệu thường, sớm khuya rơi giữa con đường, nương thuyền từ vừa qua bến mê đến nơi bờ già. Hãy
Thank you.
tất cả tăng ni Phật tử xuất gia và tại gia thuộc hệ thống chùa Tòng Quyên chúng con. Hôm nay trước lễ đài tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là gì? Quan là quan sát, là quán chiếu, thế là thế gian. Chúng con nương theo hạnh Ngài quán sát, nhìn ở cuộc đời thế gian là đau khổ. Bồ Tát là gì? Là làm hạnh Bồ Tát, làm hạnh Bồ Tát của độ chúng sanh. Bồ Tát trong nhà Phật có 6 chữ là lục độ ba la mật. Thứ nhất là bố thí, thứ hai trì giới, thứ ba nhẫn nhục, thứ tư tinh tấn, thứ năm thiền định, thứ sáu trí huệ ba la mật. Hôm nay tại sao chúng con nói chúng con đi trong lục đạo luân hồi? Vì chúng con có thứ nhất là mắt, thứ hai là tai, thứ ba là mũi, thứ tư là lưỡi, thứ năm là sáu. Hôm nay con xin khai thị cho cái hàng đệ tử chúng con hiểu thế nào là bố thí. Trong kinh người ta nói, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ai sinh cặp mắt, ngày móc mắt ngày cho, mà móc mắt như vậy rồi, rồi sau đó, rồi ngài không đau đớn gì hết, mà mắt lại được hoàn như xưa. Ngày xưa con còn là một sa di, con nghĩ rằng móc mắt rồi, mà sau đó đảnh lễ Phật, rồi nghĩa là tự nhiên là có lại cặp mắt. Cái câu này con không chịu. Và con nói Hòa Thượng ơi, bây giờ Hòa Thượng móc mắt đi, rồi Hòa Thượng lại cho con thử cái Hòa Thượng có lòng quả không, Hòa Thượng nói không. Con mới hỏi rằng Hòa Thượng thọ Bồ Tát chớ, giờ Hòa Thượng nói rồi. Từ đó con nuôi mãi cho cái ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay con nằm mộng, con đã giải tỏ được câu đáp này. Quý vị Phật tử có biết không? Tức là ngày qua nói không ai ơi, con mắt của con thấy cái trái tai gai mắt, lỗ tai của con trái tai và gai mắt, hai cái đó làm cho tụi con tạo nghiệp, cho nên chúng sanh sinh con mắt. Và nghĩa là con thấy cái bà Tám đó, bà chửi chồng, thì con hãy bố thí con mắt đó cho bà đi. Con bố thí như vậy, tức là con thực hành cái hạnh thứ nhất của ba la mật, mà con mắt con, mặc dù cho bà đó con mắt, nhưng mà mắt được hoàn lại như xưa. Để thử hiểu chưa? Kế đó, con bố thí cái lỗ tai cho người nào điếc. Có nghĩa là cái người đó điếc là sao? Họ sanh ra đời, họ có lỗ tai mà như điếc, họ không nghe được. Mẹ họ kêu khổ, họ làm ngơ. Vợ họ kêu khổ, họ làm ngơ, tỉnh mơ như là người điếc. Cho nên mình hãy cho họ cái lỗ tai của mình, kêu là bố thí cái lỗ tai. Mà bố thí lỗ tai rồi, nhưng mà một phút sau, hàng Bồ Tát chúng ta bố thí cái lỗ tai, tức là chúng ta khai thị cho họ phải dùng cái lỗ tai để nghe tiếng cứu khổ của cha, của mẹ, vợ con. Hãy dùng cái lỗ tai để nghe tiếng cứu khổ của 80 triệu dân đồng bào ở Việt Nam đang hoàng hoại đau khổ. Đó là chúng ta bố thí lỗ tai. Bố thí lỗ tai rồi, một xét cần sau, chúng ta được hoàn lại nhĩ căn viên thông. Hiểu chưa quý vị? Rồi, bố thí trì giới. Trì giới là sao? À, chúng ta mắt, tai, mũi. Trì giới có nghĩa là cái lỗ mũi chúng ta xuống dưới nhà ăn thì nghe thơm, thì chúng ta chạy cho lẹ. Xuống dưới nhà cầu nghe thối thì chúng ta bịt mũi. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng những người ở nhà bếp phải nấu ăn cực khổ, những người chưa cầu phải đau khổ. Cho nên Đức Phật nói hãy trì giới và nghĩ rằng mình là Phật tử xuất gia tại gia. Trì giới là không dính mắt vào mùi thơm mùi thối, có nghĩa là bố thí cái lỗ mũi đi. Người ta xin cái lỗ mũi cho lỗ mũi, nhưng mà chút xíu sau cái mũi chúng ta vẫn còn nguyên dạng. Nhưng mà cái mũi lúc trước thích mùi thơm, ghét mùi thối, gọi là mũi phàm phu. Cái mũi này bây giờ, cái mũi của Đức Quan Thế Bồ Tát kêu là mũi căn viên thông. Hiểu chưa? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thân chúng ta là gì? Lâu nay chúng ta khổ là vì cái thân, cái bản ngã. Chúng ta ở trong này ai cũng là ông trời hết, không ai chịu là bà đất hết, ông trời hết. Do đó bên đây có là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. À, và quý vị thấy không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục là tới tinh tấn. Thì bên đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái thân này lâu nay lo tạo ác nghiệp, cái thân này lo ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt rượu chè. Thì bây giờ bên đây cái hạnh thứ tư của Bồ Tát là chúng ta phải làm việc tinh tấn, bắt cái thân này 4 giờ khuya dậy,
tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, và bây giờ chúng ta lại tam bộ nhất bái, có nghĩa là chúng ta phải tinh tấn, chúng ta bố thí cái thân này, cái thân này cao quý, lâu nay chúng ta tự cao quý, bây giờ chúng ta cúi đầu lại xuống đất, đất là gieo nhất, mà chúng ta lại xuống đất, có nghĩa là chúng ta tinh tấn và chúng ta nói rằng con nguyện rằng con tu để thành đất. Quý vị có thấy rằng Đức Chúa Giêsu hài đồng mà ngày hôm qua thầy và mấy cùng đã làm cái lễ để mà đặt ngài vào trong hang đá, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu ngài ra đời trong một hang đá ở trong cái máng lừa, mà ngài là xuất thân của một người cùng khổ, cho nên ngài hiểu được cái cảnh đau khổ của những người nghèo, sau này ngài thành một cái người đại diện Đức Chúa Trời để cứu độ chúng sanh. Và như vậy chúng ta lại xuống đất, cúi đầu xuống đất, tam bộ nhất bái. Bước thứ nhất, con diệt trừ tham. Bước thứ hai, con diệt trừ sân. Bước thứ ba, con diệt trừ si, là tam bộ nhất bái. Đó là ý nghĩa bố thí thân mạng mà chúng ta không ai chết cả. Hiểu chưa? Bố thí thì giới tinh túc nhẫn nhục, tinh tấn và giờ có trí huệ. Trí huệ là gì? Lâu nay chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý. Cái ý chúng ta làm sao? Nam mô A Di Đà Phật, mỗi người một tập. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người một khác. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí, mỗi người một ý. Cho nên phải tùy duyên. Từ lâu nay cái ý mà chúng ta là không đúng ý tôi ghét lắm. Tôi ai mà làm đúng ý tôi thường. Như vậy ý ai? Ý ai? Tại vì quý vị đều là ông trời hết mà, bản ngã lớn mà. Thành ra từ nay cái ý mà chúng ta cho chúng ta làm đúng ý ta. Chúng ta thích màu đỏ, người khác thích màu trắng chúng ta chửi. Chúng ta thích ăn cay, người khác không thích ăn cay chúng ta ghét. Không đúng ý tôi ghét lắm. Nấu canh mà mặn lạc cũng không đúng ý tôi ghét lắm. Thì từ nay chúng ta biến thành cái gì? Cái ý của thành cái trí. Mà cái trí này là cái trí huệ ba la mật, là trí huệ ở bờ bên kia. Bờ bên này là phàm phu, bờ bên kia là tục tử, bờ bên kia nữa là đại bát niết bàn. Như vậy chúng ta từ phiền não biến thành bồ đề, từ phàm phu biến thành bồ tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ chúng con xin thành tâm tụng trì thần chú Đại Bi. Thần chú Đại Bi có gì? Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Là hôm nay Nam mô tức là quy y, Đại Bi, đại là lớn, bi là thương xót. Quán Thế Âm Bồ Tát, con hôm nay con sẽ mở cái lòng Đại Bi, từ cái lòng ích kỷ nhỏ nhoi, ganh thiện tật đố, bây giờ trở thành một lòng bại đi, thương xót tất cả, thương mẹ chồng cũng thương mẹ ruột cũng thương, ngày xưa chỉ thương cha mẹ mình mà không thương cha mẹ chồng, kêu là tiểu bi. Bây giờ con đại bi, thương mẹ chồng, thương mẹ ruột, thương cha vợ, kêu là Đại Bi Bồ Tát, có gì hiểu chưa? Thiên thủ là gì? Thiên thủ là gì? Có ngàn cánh tay. Thiên nhãn là gì? Có ngàn con mắt. Có nghĩa là khi mà chúng ta khai quan điểm nhãn, có nghĩa là con mắt của chúng ta là phải là con mắt nhìn 1000 con mắt của người khác, để mà sao? Để mà thông cảm, để mà thương yêu. Mỗi người con mắt người nào không có cái độ giống nhau. Người cận thị thì thấy gần mà không thấy xa, người diễm thị thì thấy xa mà không thấy gần. Cho nên ngày hôm nay con thấy con mắt của con là con mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát, con mắt của ngàn con mắt, có nghĩa là thương mẹ, thương cha, thương chồng, thương con, thương mẹ chồng, thương bà già chồng, thương luôn cả những quan gia trái chủ, và thương luôn cả 80 triệu đồng bào Việt Nam đang còn đau khổ, gọi là thiên nhãn đó quý vị. Quý vị có ngài có mắt chưa? Rồi, còn thiên nhĩ là sao? Nghe 1000 lời cồn lên, nghe 1000 lời khăn thẳng mà cái lỗ tai này không bị lùng bùng, nghe 1000 lời khen mà cái lỗ tai này không khoái, nghe 1000 lời chê mà lỗ tai này không bể con nhĩ ấy. Đó là kêu là thiên nhĩ. Hiểu chưa? Thiên nhãn, thiên nhĩ, thiên thủ, thiên nhãn, tức là chúng ta đã đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta bắt đầu hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát. Kể từ ngày hôm nay chúng con là một cái người đệ tử của ngài Quan Âm, là chúng con có ngàn tai ngàn mắt, chúng con dùng con ngàn tai ngàn mắt để mà thực hành hạnh nguyện Bồ Tát. Tất cả đại chúng chuẩn bị chưa? Cùng bắt đầu tụng. Ai ở đằng sau đến trống đó kêu Tệ Minh đi đằng sau đánh trống khế mỏ. Thầy Tây Minh, thầy Quyền Hương nghe không? Một quyền đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản
Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm tầng, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê, trong quay về bờ giác ngộ. Chú Tề Hỷ đâu, tỉnh kê cô chúc. Hôm nay là ngày hoàng mãn pháp tu, ngài chân thành tôn thượng đại đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng con hội tụ trước chân ngài tụng trì thần chú đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện cho chúng con có 1000 con mắt, 500 con mắt biết từ bi, 500 con mắt biết vị tha, và có 1000 bàn tay biết bố thí và chia sẻ tất cả những gì mà con đang có. Giờ này đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, ngưỡng về đức từ phụ Quan Thế Âm Bồ Tát, kính lại đời qua thứ đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát từng là đức chánh pháp minh Như Lai, kính đời đời vị lai hiện là quả thân Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong này chúng con có những bà mẹ lúc chưa vào đây chỉ có 2 mắt thịt, sau thời kinh này sẽ có 1000 con mắt, 500 con mắt thương con gái và 500 con mắt thương con dâu. Nguyện cho tất cả Phật tử hiện diện hôm nay, sau khi hoàn mãn phá tu này trở về quê quán, pháp Bồ Đề tâm rộng lớn từ giảm giác thơ giác hạnh viên mạng, cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng nhân vô thường chánh đẳng chánh giác. Vô chương mỏ bằng Đại Hùng Trung và Tống Bất Nhã. Đầu vũ và
Có rì gia bà lô kim đế thương bàn ra và ta bà ha các điểm đô mang đa la bà đà và ta bà ha các điểm đô đa la bà đà và ta bà các điểm đô mang đa la đà và ta bà cho quý vị nghe một cái bài pháp, tại vì có một chiếc xe bus từ San Diego họ lên và họ sẽ dẫn ăn sáng và họ sẽ nghe pháp luôn. Và rồi sau đó thuyết pháp xong là đúng 12 giờ đài truyền hình Sài Gòn Network sẽ closing statement, đúng không, để cho Michael Hoa trở về dưới Cô Sa để mà lo những việc chuẩn bị cho cái nghi lễ mà đưa tiễn ca nhạc sĩ chiến sĩ đấu tranh yêu nước Việt Dũng tại nhà thờ ở Fountain Valley. Rồi, mời quý vị hãy trở lên, chúng ta không còn thời gian bao nhiêu. Và cố gắng trưa nay, đúng 12 giờ, Đài Sài Gòn Network sẽ closing statement. Đúng không, Michael Hoa? Rồi. Quý vị có thể thỉnh được kinh vô lượng thọ, quý vị có thể thỉnh được. Còn những cái DVD mà thâu mấy ngày hôm nay đó thì xin quý vị lưu ý, những vị ở xa được ưu tiên. Và theo lời của ông Vượng nha, tôi xin nhắc lại lời của ông Vượng nói với tôi là bây giờ vì phải chạy nè. Mà bàn để nhận giới thiệu à, chúng ta tiết kiệm thời gian để chơi sư phụ giải pháp, chứ chúng ta không làm trước bây giờ thì một lát nữa sẽ mất thời gian của sư phụ. A Di Đà Phật. Xin nhắc lại, cô Diệu Khai nhờ tôi thông báo.
Tuyêu ta số đăng bộ là 6RPX 630, ba số chót là 630, chiếc SUV màu silver, số đăng bộ ba số chót là 630, và các xe khác có thể di chuyển được. Một lần nữa xin nhắc lại, chủ nhân của hai chiếc xe, một cái là chiếc SUV màu bạc Toyota, đăng bộ bản số ba số quý 630, chiếc Honda Accord